Dạ, xin chân thành cảm ơn tiếng hát của cô Bảy rất nhiều. Và liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Lành với nhạc phẩm Yêu Em Câu Hò. Xin trân trọng kính mời anh ạ. Alo. À, vâng, và kính thưa tất cả quý vị, Minh Minh xin được phép thông báo với tất cả quý vị là trên tay Minh Minh đang cầm một chiếc chìa khóa xe máy. Và quý vị nào mong quý vị hãy vui lòng kiểm tra lại túi của mình, kiểm tra coi còn chìa khóa hay không. Quý vị nào có làm rơi mất chìa khóa thì xin vui lòng tiến về phòng kỹ thuật và nhận lại chìa khóa của mình nha quý vị. Dạ, dạ, và xin nhường sân khấu lại cho anh ạ. À, xin mời anh. Thank you.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tiếng hát của anh Lành rất nhiều và xin chân thành cảm ơn những cành hoa tươi thắm của tất cả quý vị. Liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời chủ nhân ca khúc Đưa Em Vào Hạ.